Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách giải 4x4. Thì mình sẽ nói luôn là con 4x4 này á, bạn cần phải biết giải con 3x3 trước khi giải 4x4. Và nên có con 3x3 để kế bên con 4x4. Để như nhờ các bạn có thể nhìn màu nó dễ hơn. Tại vì cái con này nó có cái tâm chính giữa, nên là bạn có thể biết cái màu nó. Còn cái con này nó không có cái tâm chính giữa, nên là bạn không biết là mặt này màu gì hết. Còn con này thì khi bạn trộn lên á thì cái tâm nó vẫn có như vậy, thì bạn sẽ biết là cái mặt màu gì. Còn con này khi bạn xào lên thì cái tâm nó không có luôn, bởi vì các bạn sẽ không có biết cái mặt nó màu gì. Thì những con số lẻ như con 3x3, 5x5, 7x7 thì nó sẽ có một cái tâm. Đây là cái tâm của con 5x5. Còn con 4x4 thì nó, tại vì nó số chẵn nên là nó không có cái tâm nằm trên giữa. Đó, thì nên là nó sẽ hơi khó một chút. Các bạn phải tự tạo cái tâm. Còn những con này thì nó đã có cái tâm sẵn rồi, các bạn có thể chỉ cần giải theo cái tâm thôi. Rồi, thì giờ mình sẽ bắt đầu. Thì đầu tiên mình sẽ tạo một cái tâm màu trắng trước. Cái tâm màu trắng giống như là tạo cái tâm này nè. Đó, thì bây giờ mình thấy cái này như vậy không? Rồi, cái này với cái này, ủa xin lỗi, nhìn sai. Cái này mình sẽ đẩy cái gì lên, sẽ đẩy cái này lên, sau đó mình đẩy cái này qua thì nó sẽ thành một cái tâm. Thì nãy giờ là cái bước này bạn làm á, chính là làm cái tâm này thôi, cái tâm màu trắng này thôi, chứ không phải là như là giải cái gì hết. Như 3x3 đầu tiên mình phải giải dấu cộng, cái này là chưa tới bước dấu cộng luôn, cái này chỉ là tạo cái tâm này thôi. Đó là cái tâm đó, bạn tạo cái tâm này thôi màu trắng. Thì cái tâm màu trắng này bạn làm giống như là giải 3x3 bình thường thôi. Ví dụ như đây, cái này đã thành cái tâm này, mình sẽ để đây. Cái tâm này nằm ở đây. Mình sẽ xoay như thế này. Xoay này qua đây. Khi mình để cái tâm này lên á thì nó thành cái đường này luôn. Đó, là nó sẽ thành được một cái tâm. Đó. Các bạn phải biết tạo cái tâm này, cái tâm màu trắng này rất là đơn giản, các bạn có thể như là tập để làm cái tâm màu trắng này trước. Rồi, sau đó thì mình sẽ làm cái tâm màu vàng. Thì cái màu vàng này thì nó sẽ hơi khó một chút. Tại sao? Tại vì khi mà bạn có được cái đường thẳng này đi, thay vì các bạn để lên như vậy, thì cái tâm màu trắng này nó sẽ bị chạy cái tâm màu trắng này đi. Thì cái tâm màu trắng này nó sẽ không có đúng vị trí nữa, đúng không? Nếu bạn để cái tâm màu trắng này đúng vị trí thì màu vàng nó lại không đúng vị trí, thì nó hơi khó cái chỗ đó. Thì cách làm như thế nào? Đó chính là khi bạn muốn để lên như vậy nè, đừng có để như vậy, bạn hãy làm cho nó thành một cái đường thẳng. Đó, để cái này với cái này, để đường thẳng. Sau đó bạn đẩy cái này lên. Thì trong khi đó thì cái này nó sẽ như là đi xuống. Thì bạn chỉ cần xoay nè, 1, 2. Thì cái này bạn sẽ đẩy xuống như vậy, thì cái màu trắng nó đúng vị trí, trở lại đúng vị trí, và cái màu vàng cũng sẽ đúng vị trí luôn. Đó. Thì mình sẽ làm lại cái tâm màu trắng với màu vàng thêm một lần nữa. Tâm màu trắng thì mình sẽ không hướng dẫn kỹ. Còn nào bạn nào không biết làm nữa thì nhắn tin vô cái page Facebook của mình, hoặc là comment ở dưới để mình biết. Và mình có thể gửi cho bạn một cái link video để các bạn có thể xem kỹ hơn. Mà, tại vì mình thấy cái tâm trắng này nó rất là đơn giản, nên là mình sẽ không có hướng dẫn kỹ cho nó. Mà mình sẽ hướng dẫn chú ý hơn về những cái tâm như là màu vàng. Cái tâm màu vàng hơn, tại vì nó hơi khó một chút. Ha, tâm màu trắng nè, mình làm xong tâm màu trắng rồi. Tâm màu vàng ha, thấy hai cái này, mình thấy cái màu vàng này với màu vàng này, bạn có hai cách để bạn làm. Một, bạn có thể làm như vậy, bạn đẩy nó qua thì bạn được cái đường này. Bạn có thể làm cách này, xong bạn sẽ đẩy nó lên, bạn xoay. Thì khi mình đẩy nó lên gì thì cái màu trắng nó lại đi lên đây, nó không có nằm đúng vị trí nữa. Thì công việc của mình chính là đẩy như cái này, để xuống đó. Vậy thôi, mình chỉ cần đẩy lên U2 để xuống, dù là vậy. Rồi, mình thấy cái này,
nó có 3 miếng ở đây rồi, còn miếng cuối cùng nằm ở đây. Thì cách mình làm như thế này, từ cái này nó là, đây là hai viên này nằm phía trên nha, hai viên này nằm phía dưới, phía dưới bên tay, cái viên này là phía dưới bên tay trái. Thì mình sẽ xoay như thế này, phía dưới nè, bên tay trái thì nó sẽ lên đây. Nếu mà bạn để như vậy nè, nó lên đây nè, bạn để xuống bạn cũng sẽ mất một viên nữa, đúng không? Thì cách của mình chính là bạn sẽ để cái đường thẳng này, cái viên này với cái đường thẳng này, nó chụm đường thẳng như thế này. Khi đó bạn sẽ để lên đó, cho hai này trùng nhau, bạn đẩy qua đây, xong bạn đẩy cái đường thẳng này về đó, như vậy. Rồi mình sẽ làm lại cái tâm màu vàng thêm một lần nữa. Rồi mình sẽ làm tâm màu vàng thêm một lần nữa. Thì đây tâm màu vàng nè, sẽ đẩy cái này lên đó. Thì bạn giờ bạn có cái trường hợp này nữa đó, để này sẽ cầm cho bạn thấy nè, để như vậy cho nó thẳng hàng, thấy không? Thẳng hàng với cái này phải thẳng hàng nha, bạn để gì cũng được, nó cũng được. Nhưng khi bạn đẩy lên gì thì nó là hình hình này, bạn không muốn nó như vậy. Bạn muốn là khi bạn để lên á, là nó phải tạo thành một cái đường thẳng, chứ nó không thể nào mà tạo thành cái đường này được. Bạn không muốn thành trường hợp đó, bạn muốn nó là cái trường hợp á, là khi mà bạn đẩy này lên nè, thì nó phải hai cái này nó phải trùng với nhau, chứ bạn không phải mình không muốn cái trường hợp mà hai cái này nó nằm như thế này. Mình muốn cái trường hợp á, là nó nằm kế nhau như vậy thì bạn trả về nó mới đúng vị trí được. Thì đó là cách làm tâm màu vàng như là màu trắng. Thì bạn nào không hiểu thì cứ comment hỏi mình, tụi mình biết là nó hơi khó một chút. Thì mình sẽ tiếp tục ra những cái video làm tâm những cái tâm này. Thì bạn nào không hiểu thì cứ hỏi mình, đừng có bấm nút dislike, tại vì mình sẽ không có thể giải quyết được cái problem của các bạn khi mà các bạn bấm nút dislike được. Vậy thì mình không biết là các bạn không hiểu chỗ nào, các bạn hãy comment ở dưới cho mình biết là bạn không hiểu chỗ nào và mình sẽ hướng dẫn các bạn lại. Cảm ơn bạn đã xem video của mình, hẹn lại bạn video sau.